Hello anh. Hello, chào lâu không? Anh Thơ Quang, chào các anh chị em diễn đàn. Đây nè, Đã Phong nghĩ sao khi đám Ba Que bây giờ nó tôn vinh là vợ chồng của ông Zelensky là cặp cặp vợ chồng vĩ đại và dũng cảm nhất thế giới? Đã Phong nghĩ sao? Vậy nó quên mẹ cặp vợ chồng của ông Nguyễn Văn Thiệu với bà Nguyễn Thị Mai Anh hả? Đối với tụi nó là không có cặp vợ chồng đó hay sao ạ? Cái tụ này tụi phản chủ mà anh. Hồi xưa thì nó tôn vinh Thiệu, vợ chồng Thiệu, giờ giờ nó phản rồi, Thiệu chết rồi, giờ nó nhảy qua nó tôn vinh Zelensky với vợ. Mà em cứ để anh cứ để ý đi, ai mà được đám Ba Que này tung hô á thì sớm muộn cũng chết, một là chết, hai là thân bại danh liệt. Cho anh chung khoan, anh cứ để ý, cứ cái cá nhân nào, cái nhân vật nào mà được cái đám Ba Que này tung hô từ trong nước ra tới ngoài nước là trước sau chết. Anh thấy mấy đứa dâm, mấy người dâm chủ trong nước không, đó đứa nào tung hô rồi bây giờ cũng đi tù hết, xong rồi đi tù xong rồi qua bên bên nếu mà được qua Mỹ thì làm gì bên đó, rửa chén hả, làm thợ hồ đó, ghê gớm lắm. Thấy chưa, Với rất lại nhiều như, cái bạn với lại cái vậy. này nữa nè với lại cái này nữa là Nam Phong nè, tức là anh đồng ý với Nam Phong để Nam Phong nói trình của A Quy nó dành hết phần ngu của chó là anh đồng ý. Tức là rõ ràng đây là A Quy phải hiểu thế này nè, đúng không? Cái con số 99,97% là bên này đưa ra, đúng chưa? Đúng không? Tức là có nghĩa là chủ nhà người ta đưa ra rồi. A Quy là thành phần lưu vong ăn bám, A Quy thành phần lưu vong bám cảm thấy không phục con số đó, cho là con số đó là xạo, đúng không? Thì như Nam Phong nói, bây giờ A Quy chứng minh là xạo đi, chứng minh là xạo đi, đúng không? Còn nếu mà A Quy chứng minh không được mà A Quy cứ mang tính xỉa xó châm chọc á, thì A Quy là xuyên tạc con số đó. Đồng ý chưa? Mọi người đồng ý với Thơ Quang cái điểm này không? Rõ ràng không? Ok anh Thơ Quang. Đó, giống như bây Dạ giờ em nè, nói với à, anh giống như bây giờ nè, à, đó giống như bây giờ Thơ Quang nói đi, ngày xưa độ 99,97% Ba Que đu càng đâu có được, đúng không? Thì ông Thơ Quang phải chứng minh đàng hoàng, à, dân số Ba Que đó là bao nhiêu thằng, à, cuối cùng là đu đu càng bao nhiêu thằng, qua nước Mỹ bao nhiêu thằng, nước Úc bao nhiêu thằng, thống kê nó tổng hợp lại thì mình mới chứng minh, à, cái đó là mình nói đúng, rõ ràng chưa? Đó, còn cái này thằng A là Quy ông cứ nó quy chụp, ông cứ quy chụp, ông không chứng minh được thì rõ ràng ông xuyên tạc rồi. thằng A Quy nó Đó, mà nói ông là xuyên tạc thì người ta chửi ông Ba Que, ông đừng buồn. nó còm là nó nói không có sai. Nó thằng này nó là thánh anh ơi, nó là thánh cho nên nó không có sai. Mình người phàm mình sai với nó là thánh, nó đâu có sai đâu. Nó thánh rồi, Ừ, thằng chó là 34 nha nó Phong. làm mày làm thánh mà mày Phong. qua bên Mỹ mày bờ đít nước Mỹ làm gì vậy A Quy, Nhưng mà thằng chó là 34 đúng nha không? Nam Phong nha, nhớ nha. À, Ừ, thằng chó là rồi 34 á. Quy nhớ ủng hộ tiền cho cái quỹ gì ủng hộ cho Ukraine nha, hạn chót 34 để mà còn ăn mừng lễ giải phóng đất nước với lại dân tộc Việt Nam chứ. Cái đám Ba Que này đúng xỏ lá thiệt luôn, nó xỏ mà nó xỏ từ trong nước mà nó xỏ qua tới Cali, nó xỏ luôn cái đám Ba Que của nó luôn, ghê không? Đi vận động tiền cho Ukraine mà tới hạn chót 30 tháng 4, mày thấy ghê gớm không A Quy? Để lấy cái tiền đó ăn mừng ngày Việt Nam hoàn toàn giải phóng, ăn mừng ngày giải phóng 30 tháng 4 thống nhất đất nước, và gì nữa, làm gì nữa? Giờ em nói đơn giản thôi, tụi tao bầu như thế nào là cái chuyện của Việt Nam, còn Việt Nam bầu mà cái dân tộc này nó vẫn yên ổn, nó vẫn phát triển, đúng không? Còn bầu như thế nào chuyện của tụi tao, tụi mày làm gì hả? Tụi mày bầu giống như Ukraine nó dân chủ đó, bầu ra cái thằng ngu thằng đần rồi cuối cùng bây giờ đất nước nó loạn đó. Bầu Vậy thì bầu cái biểu lên thứ tên dân chủ của mày là cái dân chủ đó làm cái gì hả? Trong Nam khi Việt Phong, Nam bầu như thế bầu nào tao không cần biết, đúng không? bầu Tao là biểu người lên dân tên, ở Việt Nam tao không cần biết. Tao bầu biểu lên không tên cần biết trong Việt đắc Nam. cử. Đó thì Ba Que nó bầu trắng biểu lên tên luôn trong đắc cử. bởi nói cái thằng
đám bao que này nó mà bầu ai thì người đó chết, nó mà ủng hộ ai người đó chết. Cứ để ý từ từ cái khi mà tụi nó còn ở trong ở Việt Nam mà nó ra tới bên Mỹ mấy chục năm, gần nửa thế kỷ này, nó ủng hộ ai là người đó chết. Rồi, Nam Phong, Không hiểu sau sao này nó luôn. bầu, sau này nó bầu Trump Thì bây giờ nó ủng hộ tổng thống, vợ chồng tổng thống Zelensky, thì vài bữa đu càng, nhẹ thì đu càng mà nặng thì bỏ mạng nha Huy. đắc cử. Đau bụng quá. Nó tụi bay, không có làm được ngoài gì sát 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 người khác. À, Ở nói đồng bằng chia sẻ đi, một đừng đất chú nước ý có tới chủ nó nữa, quyền bị cả thằng đi to dẹp nó đi. tiên thằng này lương Rồi, lẹo, bản chất lương lẹo nó từ lâu lắm rồi. Và bây giờ em chia sẻ tiếp cái câu ok. chuyện của em chút xíu nữa rồi để mà chuyện khác. Thì bây giờ mình em mới chợt nhận ra sau cái cuộc mà xung đột với Ukraine này, thì em mới chợt nhận ra là một điều rằng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mà không lãnh đạo đất nước mình thì chúng ta sẽ như thế nào? Và em đặt câu hỏi Đúng và tự tìm câu trả lời anh, đúng không? Nếu Việt Nam là một cái đất nước đa đảng, đúng không? Thì chúng ta sẽ rồi. như thế nào? Chúng ta ít nhất, bèo nhất thì cũng như Ukraine bây giờ. Còn không là bây giờ là phải chia năm xẻ bảy rồi anh. Chắc chắn là một điều như vậy. Nhưng mà thật diễm phúc cho cái dân tộc này, họ được Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đó. Cho nên đất nước bây giờ mới được vẫn là đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Không có cái vị thứ 17. Không có như cái đám bao que mà nó muốn Việt Nam phải chia ra. Đúng không? Và dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, khi chúng ta đã thống nhất đất nước thì gần nửa thế kỷ nay chúng ta vẫn giữ được toàn vẹn lãnh thổ. Đó. Đó là nhờ ai? Nhờ cái công của Đảng Cộng sản, là cái Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu chúng ta là một một cái đất nước mà đa đảng thì e rằng không chỉ có cái gì, cái vùng ly khai giống như ở Ukraine, cái vùng Donbass của hai tỉnh Luhansk và Donetsk đâu, rồi mất cái bán đảo Crimea đâu, mà Việt Nam sẽ mất nhiều hơn rất nhiều. Đó, chúng ta thấy nếu mà đa đảng thì chắc chắn sẽ một 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 đảng theo Trung Quốc, đảng theo Mỹ, Nga một đảng, đảng bên tôn giáo, không? Tôn giáo mấy đảng, rồi dân tộc mấy đảng, thì nó chia cái đất nước này ra được bao nhiêu phần, đúng không? Đất nước này nó sẽ bị xé ra bao nhiêu phần, và lúc đó còn cái đất nước Việt Nam không? Và thật sự mình đang được sống như thế này thì mình không thể vô ơn với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó, mình không không phải là mình đao to búa lớn, mình khua môi múa mép, mà cái bài học của Ukraine và những cái nước khác quanh ta chúng ta đã thấy rồi. Và rõ ràng Đảng Cộng sản họ đã lãnh đạo đất nước quá tài tình này. Cái vị trí của Việt Nam mình thậm chí còn là nhạy cảm hơn Ukraine rất nhiều lần. Không riêng gì Ukraine, chỉ có là Nga và những cái nước Tây Âu, nhưng Việt Nam thì cả thế giới họ nhòm ngó. Việt Nam cả thế giới nhòm ngó, nhưng mà chúng ta bằng cái sự bằng bằng cái sự ngoại giao tài tình, gọi là ngoại giao cây tre đó. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết cái ngoại giao của chúng ta nó rất là đặc biệt. Ngoại giao cây tre vừa mềm mỏng mà vừa cứng rắn, cho nên chúng ta mới giữ được đến bây giờ, và chúng ta chơi với tất cả các nước trên thế giới, chứ chúng ta không chọn bên, không theo phe. Nếu chúng ta theo Mỹ thì chúng ta không dám chơi với Nga, mà chúng ta theo Nga không không thể chơi với Mỹ. Nhưng mà lần này chúng ta chơi với tất cả, đúng không anh? Mình đã từng nói rồi, thậm chí là những cái đối thủ là thù địch với nhau hàng trăm năm vẫn là bạn bè với Việt Nam. Israel, Palestine nè, Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên nè, Trung Quốc, Đài Loan nè, Cuba, Mỹ nè, thậm chí là Ukraine, Nga nè, tất cả đều chơi với Việt Nam.
đúng không? Mặc dù họ là đối thủ của nhau, là kình địch nhau, thậm chí là kẻ thù của nhau, nhưng mà tại sao vẫn chơi với Việt Nam? Thì đó là một cái ngoại giao rất là tài tình. Chứ còn thí dụ như là Iran đi theo Nga thì chắc chắn không bao giờ họ chơi với Mỹ hoặc là những đồng minh của Mỹ. Rồi Bắc Triều Tiên, không, họ đâu có chơi với Mỹ, họ chơi với Trung Quốc, với Nga. Còn Việt Nam thì khác à, Việt Nam chơi với tất cả các nước trên thế giới, rõ ràng chưa? Nếu mà cái đất nước này mà để mấy mấy ông nội ba que mà còn lãnh đạo tới giờ thì cái miền Nam này không biết là nó ra nó còn còn cái miền Nam này không, hay là nó thành cái nồi cơm lợn này. Tụi bay phải cảm ơn Đảng Cộng sản, họ đã giữ cái đất nước này đó, mồ mả cha ông tụi bay còn ở đây. Mấy cái thằng ba que bên kia, thằng A Quy, họ giữ được đất nước này thì mồ mả cha ông tụi bay vẫn còn được ở đây, vẫn chưa bị ngoại xâm giày xéo nha. Chứ còn nếu mà để tụi bay lãnh đạo tới giờ thì cái đất nước này nó còn đã tan hoang hết rồi, lâu lắm rồi. Tụi bay đừng nghĩ tụi bay sẽ giàu như Nhật, tụi bay sẽ mạnh như là Hàn Quốc. Cái thứ ăn bám mà làm được cái gì, ngày xưa tụi bay làm được cái gì đâu mà tụi bay so sánh. Mỹ Mỹ xâm lược Hà Nội 995, thuộc mẹ ngu như bò. Mỹ mày giàu lắm mà đéo mua được A Quy. Phải đi thuê đó. Cộng sản cho tụi bay thuê chứ, tụi bay giàu lắm mà tụi bay nói cộng sản bán đất, bán nước, bán hết rồi mà sao Mỹ tụi bay mua không được. Phải đi thuê 995 đó. Mày mở miệng là mày ngu quá A Quy. Ở Mỹ mày thiếu gì tiền, đúng không? Mua một cái đại sứ quán đâu bao nhiêu tiền đâu, mà tại sao không mua được? Dễ lắm đó, dễ mua của Việt Nam lắm. Tụi bay mở miệng ra Đâu, là ở Việt Nam cộng sản bán đất, bán đảo Nam Phong nói vậy mới đúng. Ta á. dư tiền ta mua đó, nhưng mà người ta không có mua, ta thuê để người ta xin lợi, giờ cái tiền á để người ta dành, ta còn nuôi cái đám ăn bám bên kia nữa. Dù sao cũng phải cu mang từ nó bốn mấy năm nay rồi, hiểu không? Khổ. Còn nói cho Quy nghe nè, trời ơi Quy dùng cái chuyện đó mà Quy đi xuyên tạc nữa thì phải trình đó Quy, bởi vì người ta chửi Quy đó không sai, ngu vừa thôi. Lãnh địa quán ta thuê mà cứ xâm lược, bởi ơi Quy thấy Quy ngu không, xuyên tạc thấy ngu không, còn ai Quy móc méo cái gì bảy chín xâm lược gì đúng không, độc tài ở kế bên ông độc tài ông xâm lược cái gì, trời ơi ông xâm lược trong lịch sử đã từng xâm lược rồi chứ phải không, và đã bị người dân Việt Nam đánh đuổi rồi nha. Nhưng mà có cái này nè mới là ghê nè đó, cẩn thận với những thành phần, những cái ông mà gọi là dân chủ đó nha, cái ông dân chủ đó, rồi mấy ông nó nhẹ nhàng lắm, làm phát mẻ đủ càng hết trơn đó, cái đó đó người ta phải nên đề phòng đúng không, còn cái tinh thần dân tộc người Việt Nam là không có ngán ngại bố con nào xâm lược hết đó, yên tâm đi, lịch sử đã chứng minh rồi, đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho Ngụy Nhào, đánh cho ba que đu càng đúng không, là cái lịch sử đó, là tinh thần đó là không bao giờ mất đúng không. Năm À. 1979 anh, năm 1979 Trung Quốc xâm lược biên giới phía phía Bắc, đúng không? Thì cái đám Ba Que nó thù Trung Quốc ghê lắm, mà lục lục hết lịch sử ra không thấy thằng Ba Que nào xung phong đi quýnh gọi là chống tàu cộng ở biên giới phía Bắc, toàn cộng sản không, cộng sản họ giữ nước đó, không bảo vệ đất nước đó. Cái đám Ba Que tụi bay có thằng nào xung phong để tao thù tàu cộng lắm, bây giờ cho tao đi, tao xung phong đi, tao chống tàu cộng, Cái gì lật tung lịch sử cũng không que bao chỗ giờ tìm ra một cái thằng Ba Que nào xung phong đi, đúng không? Đu cạn mẹ hết rồi, đủ càng hết rồi. Mới nói sơ cái chuyện năm 79 đó. Vậy em nói thêm một vấn đề nữa là cái cục diện thế giới hiện nay đó, chúng ta thấy rõ nó vẫn là một cái thế giới đa cực. Nhưng mà thấy cái sự lộng hành hồi nãy Trung có phân tích rồi, cái sự lộng hành của Mỹ và cái đám tay sai phương Tây đó, các bạn thấy không? Nó lộng hành một cách ghê gớm, mà rõ ràng thế giới chúng ta vẫn là một cái thế giới đa cực đó, vẫn có những cái nước lớn họ kiềm chế nhau, Nga, Trung Quốc,
rồi Mỹ phương Tây. Nhưng mà Mỹ phương Tây nó vẫn vẫn lộng hành đó, vẫn gọi là đem quân, đem tướng, đem bom đạn đi đánh phá rất nhiều nơi một cách gọi là vi phạm cái lộ liễu cái công ước của Liên Hợp Quốc rồi luật pháp quốc tế. Nhưng mà tụi nó vẫn nhơn nhơn, đâu có ai xử đâu, tòa án quốc tế đâu có xử tụi nó đâu. Thì bây giờ mình đặt trường hợp nếu mà thế giới đơn cực và Mỹ là cái nước đứng đầu, cái nước lãnh đạo thế giới này thì sẽ như thế nào? Các bạn nghĩ thế giới này sẽ như thế nào? Đó. Mỹ trước giờ vẫn là, chúng ta hình dung là Mỹ đánh nước này nước kia còn 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 nhìn còn ngó đó. Nhưng mà nó vẫn có lộng hành, nó lộng hành ghê gớm rồi. Nếu mà thế giới này đơn cực và Mỹ là cái nước lãnh đạo thế giới thì các bạn thấy nó sẽ như thế nào? Nó muốn giết ai nó giết, và nó muốn đánh ai nó đánh. Các anh chị thấy không? Đó, một cái thế giới đa cực mà nó có cái sự Dạ cân chưa bằng phát. mà nó còn lộng hành như vậy đó. Mà nếu mà thế giới đơn cực mà Mỹ mà đứng đầu, Mỹ lãnh đạo thế giới này thì chắc chắn thì không bao giờ có hòa bình. Đó. Thì các anh chị cứ hình dung đi, chúng ta giống như là điện lực mình đấy, không đang độc quyền, mình nói cái rõ ràng nó thực trạng như vậy thì cái giá điện nó tăng. Nhưng mà nếu có thêm một hai cái công ty điện lực thì chắc chắn điện nó sẽ giảm, bởi vì nó cạnh tranh. Đó, nó cạnh tranh, nó có lợi cho người tiêu dùng. Thì cái cục diện thế giới này nó cũng na ná như vậy. Nếu mà thế giới đa cực, Mỹ, Nga, Trung Quốc và vài nước khác nữa, họ sẽ kiềm chế nhau thì cái sự an toàn cho thế giới, cho các cái nước nhỏ nó sẽ cao hơn. Ừ. Chiến tranh thì nó không có không nó vẫn vẫn có thể xảy ra, nhưng mà nó ở cái mức độ cho phép. Còn nếu mà độc quyền thì rõ ràng quyền sinh sát trong tay Mỹ thì Mỹ nó muốn làm gì nó làm, đúng không? Và Việt Nam là một trong những dân tộc sẽ bị nó diệt trước, cùng với Triều Tiên rồi Iran rồi đó, những cái dân tộc gọi là cứng đầu mà không bao giờ nghe lời nó sẽ diệt trước. Thì chúng ta ủng hộ cái thế giới đơn cực hay là thế giới đa cực? Và cái việc Nga làm đó là đang chứng tỏ cái vị thế của nước Nga, nó có lợi cho thế giới, cục diện thế giới, và chúng ta ủng hộ nước Nga. Ừ. Chúng ta phải ủng hộ nước Nga thôi. Nếu nước Nga suy yếu và sau này Mỹ nó đập được Trung Quốc nữa, nó bá chủ thế giới thì thật sự là không còn gì để nói các bạn. Lúc đó chắc cái người da đen, người châu Á mà rồi những cái sắc tộc khác sẽ chết dần giống y như người da đỏ. Giống y như người da đỏ đã chết dần chết mòn. Từ khi Mỹ đặt chân đến đến Bắc Mỹ, người da đỏ còn rất nhiều. Còn bây giờ cái số lượng người da đỏ nó đã giảm hơn cách đây mấy thế kỷ. Các bạn thấy đó, đó là cái bài học. Và vừa rồi các bạn thấy rất nhiều cái mộ tập thể của người da đỏ, của các học sinh, các trẻ em của người da đỏ đã được tìm thấy. Mộ tập thể, họ diệt chủng, diệt người da đỏ để họ chiếm đất. Thì sau này cũng vậy thôi, nếu mà nước Mỹ bá chủ thế giới thì các cái sắc tộc khác chỉ có làm nô lệ hoặc là chết. Đó. Nếu mà Mỹ là người là đứng đầu lãnh đạo thế giới này, cho nên ủng hộ nước Nga, ủng hộ những cái nước mà đối chồng với Mỹ, kể cả Trung Quốc tôi cũng ủng hộ, nhưng mà không muốn Trung Quốc mạnh hơn Mỹ đâu. Mình thật tình mà nói, mình sát Trung Quốc, mình nói thẳng một câu để cho tụi nó kèm cựa lẫn nhau để mình còn có lợi chứ không là... Đương nhiên là quay ủng hộ Putin, ủng hộ nước Nga vĩ đại, đập cho cái tụi tư bản tụi mày biết thế nào là nước Nga Xô Viết. Trước giờ tụi bay tưởng nước Putin Nga họ dễ ăn hiếp đệ à. đế. Em xin chia sẻ cái đó hay là nhường cho các anh chị em khác, nói như này giờ nói cũng hơi rành. Cảm ơn anh cảm ơn anh Rồi Tư không Quang, vào cảm ơn nha. các anh chị em đã lắng nghe. Rồi, ok, bye anh, chúc buổi tối vui vẻ.
giờ sớm chưa ngủ.